Chào các bạn, mình là Việt Nguyễn, kênh YouTube là Quang Việt gạch ngang MKT. Trong các video trước, trong 3 video trước mình đã chia sẻ đến các bạn cách các video về chia sẻ kinh nghiệm lách bản quyền video của mình này, cách sửa lỗi video khi up lên YouTube, cách chọn video chủ đề, cách SEO lên top và cách SEO hiệu quả tránh chết kênh, giữ video ở lâu ở trên top. Sau 3 video vừa rồi thì cũng có một số bạn hỏi mình cách để lách 2D full màn hình mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách lách 2D full màn hình và giữ được chất lượng hình ảnh. Chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Để làm được việc này thì bây giờ mình sẽ download một cái video ở trên mạng về nhá, trên YouTube về. Mình sẽ download video về 5S online đi. Sở dĩ mình hay hướng dẫn các bạn mình download những cái clip này là những cái clip này nó rất là nặng bản quyền. Các bạn nhìn cái lượt đăng ký của nó rất là khủng. Cái này đã được ấy rồi này, đã xác minh rồi này. Và cái 5S online này là VTV6 đã mua bản quyền rồi. Nên cái chuyện lách cái này nó cũng hơi khó, nên mình sẽ chọn lách những cái này cho các bạn xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn, mình sẽ download cái video này về nhé. Đây video đây, mình paste sang bên này rồi. Bây giờ mình sẽ download cái video này về. Trong thời gian download thì mình dừng lại một chút nhé. Ok, khi download xong thì nó sẽ ra một cái video như thế này. Các bạn xem. Đó, các bạn xem. Đây là cái video gốc của nó. Rồi ok, mình tắt đi. Chúng ta sẽ đổi tên luôn cho nó nhé. Mình sẽ đổi là 5S online đi. Rồi ok. Các bạn bây giờ để đảm bảo thời gian, mình sẽ cắt một đoạn này, một đoạn của cái video này thôi nhé, để mình làm cho nhanh. Rồi ok, mình sẽ cắt một đoạn nhé, để làm cho các bạn luôn, để cho có video cho các bạn sớm. Chứ mình render cái này lâu thì cũng các bạn cũng chờ lâu có video. Mình đã bảo là tối nay mình sẽ có video cho các bạn mà. Rồi ok, mình sẽ cắt ra khoảng hơn 1 phút thôi, mình làm cho các bạn. Rồi. Mình sẽ lấy 5 giây, cắt 5 giây đầu rồi. Và mình sẽ lấy 1 phút 30. Lấy 1 phút 30. Và chút nữa mình lấy sau. Rồi ok, mình cắt ra nhé. Cắt ra màn hình chính luôn. Ok, mình xóa cái file này đi. Nó vẫn ở trên ấy này, khó xóa. Thôi mình ấy đi, tắt. Xóa cái này đi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Các bạn bật phần mềm Corel Video X7 lên. Hôm trước mình dùng X8 nhưng bây giờ mình lại quay lại X7. X7 nó cũng hỗ trợ thêm cả Corel Video Render 3D nên mình cũng quay lại dùng X7. Tùy cấu hình máy mà các bạn nên sử dụng nhé. Cái máy của mình mấy hôm nay nó bị dở chứng gì ấy. Cài lại Win rồi mà vẫn chưa đỡ, chắc là phải nâng cấp máy thôi. Ok, các bạn cho video đó vào. Vào ô thứ hai nhá, các bạn lách 2D là ô thứ hai này. Đó. Rồi. Các bạn để ý này. Chúng ta không kéo to cái này lên nhá. Chúng ta để nguyên như thế này, hoặc là các bạn vào đây. Các bạn không kéo to nhá, cứ để nhỏ thôi. Càng nhỏ càng dễ qua, các bạn để 45 được. Mình cũng hay để 45 thôi.